Đây có nhiều anh em hỏi tôi là cái cách trồng cây me quả tròn này. Thì một số cây tôi giao lưu với anh em ấy, về nhà anh em cứ hay hỏi đấy. Thì cái cây me này thì trước khi gửi cho anh em thì tôi đã xử lý thuốc kích rễ rồi anh em ạ. Anh em về anh em chỉ việc trồng thôi. Trồng thì trước khi tôi có một cái video chia sẻ trồng bằng cát, giờ trồng bằng đất. Trồng bằng đất thì mình cũng đổ khoảng 10 15 20 cái phân đất ở phía dưới cái đáy này. Đáy chậu hay đáy thùng này. Bỏ cây vào đổ ngập lên rồi mình lắc lắc cho nó dễ đất nó xuống rồi mình mưa này thì đất ấm này mình không cần phải tưới đâu anh em ạ. Xong là mình che kín thế này là ok. Tự nó bật mầm. Đây này cái thuốc tôi xử lý anh em này, anh em mà ví dụ như là muốn tưới thì nó thêm thì anh em á đặt trên mạng. Thuốc HB101 này. Toàn chữ Trung Quốc. Lazada, Shopee hay là anh em đặt trên Facebook đều có hết. Loại này thì nó hiệu quả hơn nên là ban mờ nhiều. Để sau 10 đến 15 ngày thì nó thế này anh em này. Đấy, mầm nó ra rất là khỏe này. Mấy cái này là không có bầu đâu nhá. Cụt núi dễ. Trời nắng thì nó mầm nó non này anh em che mát nó lại. Trời mưa này mát này thì vất ra ngoài cũng được. Cứ đẩy cái rẻ này, khi nào mầm nó thế này thì anh em bỏ rẻ ra này. Mấy cái cây tự ươm tôi đẩy rẻ này. Đây, toàn đất không à.